Dạ, con kính chào bác Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con là Đoàn Thị Liên, địa chỉ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, thời gian qua con đã nghe bác giải thích trên mạng YouTube ở trang thiền tông.com, trang tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, những câu hỏi của người tu và người không tu theo đạo Phật. Con rất thích bác trả lời rất thực tế, khoa học, dễ hiểu, đã làm cho rất nhiều người hiểu và thay đổi được việc làm mê lầm của mình, trong đó có con. Hôm nay con về đây xin phép được hỏi bác một số câu hỏi con chưa rõ ở phần đường về Phật giới ạ. Kính xin bác giải thích cho con ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, con cảm ơn ạ. Câu hỏi 1. Thưa bác, đường về Phật giới muốn an toàn thì Phật gia phải phát ra được pháp trần. Pháp trần là tiếng nói nhỏ nhất. Vậy cho con xin hỏi, tiếng nói nhỏ nhất là tiếng nói như thế nào ạ? Làm sao để nhận ra được tiếng nói nhỏ nhất ạ? Pháp trần là cái tiếng nói nhỏ nhất á, là giống như con học cái cửu chương á ha. Thì con thuộc rồi, dường như cái tiếng cửu chương nó có nói hoài ở trong cái cổ họng con á. Mà đây là nó nói về cái thân tứ đại. Còn nếu mà khi mà cái pháp trần mà con học con hiểu rồi đó, khi mà cái thân tứ đại nó ngưng hoạt động thì trung ấm thân nó nói sự thật, nó nói trong trung ấm thân, nó chuyển qua thân tứ đại. Khi thân tứ đại mất thì nó nói bằng trung ấm thân. Vì con người cái trung ấm thân này là nó vĩnh viễn theo thời gian của thế giới vật lý này. Chừng nào nó về Phật giới, cái trung ấm thân này nó mới hết. Vì thế mà cái tiếng, cái học hỏi và nó phát đi từ trong ấm thân này. Khi mà con về Phật giới ấy, thì thánh thần nghe thấy con cái, nó có cái trung ấm thân con, nó phát ra cái tiếng này. Thì bởi vì thánh thần là cái gì? Thần là con được công đức con cho tự do vậy đó. Còn thánh cũng vậy, thấy con thì cũng cho con về. Nhưng mà có kẹt cái chỗ này nè, là mấy ông thánh lang thang đó, ông thử con. Thử tất cả những người mà thử đường về Phật giới là thử mấy ông thánh lang thang, ông thử thôi. Chứ thực thật chánh quy không thử. Vì thánh thần, bởi vì thần quản lý nghiệp, thực thi nhân quả. Thánh cho thành tựu bất cứ cái gì con muốn. Con muốn thành thánh cũng cho thành thánh, muốn thành trời cũng cho thành trời. Đó, phải cái trái đất này nó có hai cái chế quản lý, mình phải hiểu cái này nè. Vì thế mà người về Phật giới, muốn về Phật giới thực tình thì pháp trần phải hiện để nó an toàn trên đường đi thôi. Còn nếu mà con mà không phát hiện thì mấy ông lừa mình đó. Thứ nhất là mấy ông thánh lang thang ông lừa mình đó. Thấy không? Con phải chú ý cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạn. Con xin đọc câu hỏi thứ hai. Thưa bác, đường về Phật giới con đã thuộc, nhưng khi con đọc, trong đầu con có những đoàn như trong vô thức. Như vậy có được không? Có ảnh hưởng gì đường về Phật giới của con không ạ? Dạ, xin bác ạ. Được cái mình học cái này có chừng cái âm thanh. Vì thế mình học này có nhiều khi con nghe người ta bảo là đọc lớn qua hạn gì đó, là do cái âm thanh lang thang ông lừa mình đó. Thấy không? Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà phải học cái này, phải hiểu cho rõ là coi là cái tánh của con người của mình nói hay là tánh của ông thánh nói, thánh lang thang nói. Phải chú ý cái phần này. Còn cái phần này, ví dụ con xảy ra một cái trường hợp nào con phải nói trực tiếp, người ta giải thích cho nghe. Chứ con này chỉ nói chung thôi, chứ không phân biệt được. Không phân biệt là cái nào của thánh và cái nào của người. Của người chính là tánh Phật đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ ba. Thưa bạc, đường về Phật giới có ba phần. Đó là phần 1, công đức vô lượng. Phần 2, công đức, phước đức bằng nhau. Phần 3, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Lúc lâm chung khi tỉnh dậy, mà thấy trung ẩm thân của mình nằm trong bầu tròn, nửa trắng, nửa vàng, thì lúc đó pháp trần của con sẽ đọc ở phần 2 hay phần 1, hay để cứ để cho pháp trần phát ra một cách tự nhiên như vậy ạ?
xin bạc trả lời cho con. Giờ mất ra đó, bên trắng bên vàng hợp thành cho cái đề đó. Pháp trần lúc nào nó cũng phát ra cái chỗ này. Trắng vàng là vấn đề công đức. Còn pháp trần lúc nào mình cũng phát cái này. Để chi? Để cái vàng là quản lý của thần quản lý đó, còn trắng là thánh quản lý đó. Thì hai ông này người ta nể mình. Bởi vì nếu mà con mà có pháp trần rồi mà hai ông này nể thì con được tự do đi về, không có ai hỏi gì con hết á. Chứ còn nếu mà chập chờn thì ông thánh ông thử mình thôi, chứ ông thần không thử á. Tuyệt đối đường về Phật giới ông thần không thử. Đã thần cho về rồi ông không thử nữa, mà chỉ ông nhắc nhở, có nhắc nhở mình thôi. Kẻo lầm mời thánh thôi, chứ không muốn mà thử với ông thánh thôi. Bên trắng á ta thử mình thôi, chứ mình vàng hoàn toàn không thử. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ tư. Thưa bạc, trường hợp mà pháp trần đã phát ra được rồi, khi mất thân tử đại mình đã liệt, vậy thì làm cách gì để pháp trần vẫn tiếp tục phát ra cho đến lúc mình thức dậy? Ý thứ hai, khi mất thân rồi từ 5 phút, 30 phút, 8 giờ sau thức dậy, vậy đến đây tánh gì thức dậy? Có phải tánh biệt thức dậy không ạ? À? Thời gian để trung ẩm thân thoát ra khỏi cơ thể là bao nhiêu ạ? À? Thức dậy là trung ẩm thân. Trung ẩm thân á, nó dựa vào trong cái cơ thể mình thì nó có mệt mỏi, nó ngủ, nó thức. Còn nếu mà cái cơ thể mình nó tan rã thì hoàn toàn trung ẩm thân không ngủ. À, mà nó chỉ sống theo luôn lúc nào. Nhưng mà tại vì nó đã nằm ở trong cái thân tứ đại rồi, vì thế nó có thời gian thức. Trước khi nó đã thức dậy là rồi thôi, nó không thức, nó không ngủ nữa. Nó bằng điện từ nó không ngủ được. Tứ đại thì nó theo quy luật vật lý, nó mới mệt, nó mới ngủ. À, phải hiểu cái này. Vì thế mà thức chậm, nếu mà kêu bằng công đức nhiều thì thức rất nhanh. Còn công đức trung bình thì thức từ từ. Còn công đức ít quá thì nó phải kéo lên 8 tiếng đồng hồ là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi này thì con xin bạc giải thích cho con thêm cái phần là khi mất thân tử đại đã liệt, vậy thì có cách gì để pháp trần của mình vẫn tiếp tục phát ra cho đến khi thức dậy không ạ? Nếu mà mình thuộc thì tự động nó phát. Mình thuộc thì tự động nó phát. Còn mình không thuộc nó không phát được. Không? Mình thuộc tất nhiên là nó sáng là lúc nào cái tiếng nói nó cũng vang ra. Còn nếu mà mình không thuộc là tất nhiên cái âm nó nằm trong bóng tối, nó không phát ra được. Đây là gọi là cái vật lý của điện từ âm dương á. Điện từ dương nó phát liên tục, còn phát được âm thì nó cắt quãng hoặc là nó không phát. Đó là do, nếu mà do công đức nhiều thì nó, nếu mà học, người nào có công đức nhiều học rất nhanh, mau thuộc lắm. Còn mà cứ ác rất nhiều á, học nó không thuộc là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cái phần này có một cái ý nữa, cho con xin hỏi luôn cái phần này ạ. Thì là thời gian để trung ẩm thân thoát ra khỏi cơ thể là bao nhiêu ạ? Cái này thì nó đúng là nó trường hợp nó tới ba cái giai đoạn đó. Một là 5 phút công đức vô lượng, hai là 30 phút công đức bằng nhau. Ít thì nó 8 tiếng đồng hồ. Nó có ba cái công thức. Người ta dạy về đường về Phật giới nó rõ cái chỗ này. Con về con nghiên cứu cái đường về Phật giới lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu thứ 5. Thưa bạc, lúc bất thân trung ẩm thân thoát ra được khỏi vị thánh, vị thần rồi, khi gặp hoa tiêu của vị Phật, đi theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi chư Phật ngự. Nếu đến đây còn phải chờ một thời gian nhất định nào đó để vào được trung tâm vận hành luân hồi, vậy cho con xin hỏi thời điểm chờ này có được an toàn không? Có cần lưu ý gì nữa để cho trung ẩm thân của mình vào được trung tâm vận hành luân hồi an toàn ạ? Bây giờ con hiểu về sức hút vật lý á. Vật lý trái đất con đã bước qua cái số 18 rồi đó. Thì nó thuộc về khí bình lưu, tốt gọi là không xây xác. Nó bình lưu, nó có không khí nhưng mà nó tĩnh, gọi là trong nhà Phật gọi là không khí tĩnh.
Khi Khổng Phi tỉnh giống như chiếc xe con đậu yên, không chạy, không tốn xăng, còn đi vô cái ở trong cái khiếu mà cái đấu lưu này nè, thì đấu lưu mạnh thì nó tốn nhiên liệu nhiều con phải ăn, còn đấu lưu nhẹ thì con ăn ít, có vậy thôi. Lô đó là đã an toàn rồi. Vì thế mà chư Phật mới vào 45 50 cái số ngự đây để chi? Ổng cũng phải phân một cái phân thân của ông vô. Nếu mà ổng mà đi vô trong cái thế giới vật lý đó, ổng cũng phải ăn. Ăn của điện là ăn bằng cái gì? Ăn bằng mùi. Còn mình tứ đại ăn bằng vật chất. Phải hiểu cho đó. Vô đó rồi thì ông Phật ông dẫn mình tùy theo đó. Ví dụ trái đất này nó mới quay qua cái trung tâm vận hành của hồi có 2 ngày thì con phải đợi 28 ngày. Thì lúc đó ông sinh hoạt, ông dạy mình. Ông biết cái tháng này bao nhiêu người về, ông biết rồi ông tập trung hết ở đó đi. Rồi ngồi ông dạy một lượt rồi ông dẫn về. Đó, phải hiểu cái thế giới, cái quy tắc của nó. Học cái này thì phải hiểu cái sức hút vật lý của trái đất thì mới hiểu được. Còn không hiểu cái quy luật này thì tưởng tượng ra dạy thôi. Tưởng tượng là sai, thấy không? Thì tới đó, bởi vì ra khỏi cái qua vô tới tầng Bình Lưu là cây số 18 ta đi tới 50 đó, thì vô khí tỉnh thì ông Phật sẽ kêu mời hết lại, rồi để lại câu đó đi. Chừng nào đủ hết tháng này nè, ông sẽ dạy mình. Biết tháng này mấy người về, ông dạy một lượt, thấy không? Mình vô đó là yên rồi, không bị sức hút vật lý của trái đất nữa. Thì giờ sống bao lâu cũng không ăn thua gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bà. Con xin đọc câu thứ 6. Khi trung ẩm thân đã vào được trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương được hút trở lại trái đất, chỉ còn lại tánh Phật và khối công đức. Mà khối công đức này mỗi người có khác biệt. Vậy quá trình đẩy của điện từ dương đưa tánh Phật và khối công đức về vào trung tâm, vào bể tánh thanh tịnh, tức là về Phật giới, thì có khác biệt gì không? Và được diễn ra như thế nào ạ? Xin bác trả lời giúp cho con ạ. Bây giờ mình hiểu thế này nè. Thí dụ cái làn điện đi 500 kV, sự thật nó không phải là 500 kV đâu. Nó chia ly, từ ly từ tí chậm á. Mấy vôn cũng có nằm. Vì thế mà người ta mới chiết ra được là cái trong Phật Ma Tưa đó, ta chiết ra điện 10 vôn, 20 vôn, 100 vôn, 220 vôn là vậy. Có nghĩa vô đó đi ra hết của ai lấy kéo về. Về trên kia rồi tự động nó mở quá. Nó hình thành ra một cái ngôi nhà pháp thân và một kim thân. Là phải hiểu cái này. Có nghĩa là cái ống dẫn này điện ít nhiều con tạch cũng phải đi ra hết. Của người nào thì ra người đó, vào trong Phật giới rồi là nó do nó định hình coi lớn nhỏ là cái khối công đức mình ít nhiều đó, thấy không? Có nghĩa là vô vừa nhào vô là bị điện từ dương đẩy ra, nhiều ít không biết. Thí dụ con đi con mang 10 kg nó cũng đẩy ra cái cửa, 5 kg cũng vậy, 10 kg cũng vậy, 20 kg cũng vậy. Người nào theo tương tự đó. Mà nên nhớ là đi từ trung tâm vận hành của luân hồi đi qua trái đất rồi đó, về Phật giới là 1 tiếng đồng hồ. 1 giờ đi 1.200, 1 giây đi 1.200 cây số của nhân lên 1 tiếng đồng hồ. Coi nó tính ra cây số vật lý của thế gian này có bao nhiêu cây số. Đó phải hiểu cái này. Có nghĩa là vừa ra cái trung ẩm thân mình đó, nó bị hút ngược lại hết. Trong một thân trong đó có chứa gì? Chứa ác đức và phước đức trong đó. Nó hút trở về điện từ âm dương. Còn nó còn lại công đức và tánh Phật đẩy về Phật giới. Cứ mỗi một người vô rồi, vậy ông Phật cũng sắp xếp giống như là công ty du lịch, cái anh hướng dẫn công ty du lịch, hướng dẫn lên máy bay vậy. À, bây giờ hết, ông số 1 đi, số 2 đi, số 3 đi, số 4 đi, vậy đó. Nó giống vậy thôi, chứ không có gì đó. Còn mang hành lý nhiều ít, không thành vấn đề. Anh có nhiều mang hết đi về, rồi có về bên kia rồi thì mới tính là thánh Phật lớn mực Phật nhỏ là bên này nè, bên cái chỗ nhờ cái công đức này nè. Rồi con hãy tiếp đi. Dạ con cảm ơn bà. Con xin đọc câu thứ 7. Thưa bạc, người giải thoát khi lâm chung hơi nóng thoát ra ở đỉnh đầu,
Nếu muốn kiểm tra người đó có đạt được hay không, thì mình lấy tay sờ vào đỉnh đầu của người đó. Nếu làm như vậy, thì có ảnh hưởng gì đến sự giải thoát của họ không ạ? Xin bác giải thích cho con được biết ạ. Không ảnh hưởng gì hết. Cái chuyện cái hơi nóng họ không thật, nó không bị cản của cái thế giới vật lý này, cứ bình thường. Đây là ông Phật ông dạy cách cho mình thử thôi, chứ còn mình thử thì nếu mà người nào mà có cái con mắt mà phân giải cao nhìn thấy được cái ánh sáng này, mà phải ở ban đêm, trong ban đêm, chứ còn đốt đèn này không thấy, mà phải cho đèn mà con mắt mình phải phân giải cao thì thấy. Con mắt thường thường mấy cái người này mà thấy, mà nếu mà ở đó cái con người nào mà chứng tha tam thông họ thấy. Ở đây là thiếu con người nào mà họ nhìn thấy được cõi âm, họ nhìn thấy được cái này. Mà thường thường mấy người mà nhìn thấy cõi âm mà khi người ta mất, mấy người này không dám lại gần. Họ bị cái lực của cái công đức của cái người này đẩy ra, họ không dám lại gần. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bà. Con xin đọc câu hỏi sự tạm ạ. Người tu tạo được công đức trong sáng, học được công thức giải thoát, có lòng ham muốn mạnh liệt về Phật giới thì được vị Phật dẫn về. Còn người tu mà tạo được phước đức nhiều, muốn về các cõi trời vô sắc, hay cõi trời hữu sắc, hay cõi trời dục giới, thì khi mất thân, tung ấm thân của người đó dựa vào đâu để đến được các cõi trời này ạ? Mình nhớ là cái phần người ta sống ở đây, ta chết ở đây. Bây giờ khi mà con mất rồi là tung ấm thân nó hiện ra cái gì? Cái ông thần quản lý, ông theo sát con, ông nhìn thấy hết ý con muốn sau cùng rồi đi đâu. Trong đó có ác đức, phước đức chứ không phải không rồi. Nhưng mà cái ý sau cùng của con muốn đi đâu? Con muốn lên trời, trong thực thi nhân quả liền. Thực thi nhân quả giống như mình ở đây, mấy cái người khoa học họ phóng phi thuyền. Bây giờ biết nước tịnh độ. Nhưng mà không phải thực thi nhân quả liền đâu. Cái nước tịnh độ nó phải đợi quay đúng đến cái gần nhất của cái trái đất này thì ông mới ném đi, thì mới vô được. Còn nếu mà bây giờ trái đất là ở đông mà cái nước tịnh độ ở phía tây hoàn toàn không thể, nó phải đông với đông hết thì nó bị đi rất nhanh. Đó mình hiểu. Vì thế mà các nhà phóng phi thuyền đi mặt trăng vậy, nó phải canh cái mặt trăng, đi song song, còn mấy giây nữa nó sẽ tới cái đường mà này, của cái trái đất á, thì nó phóng phi thuyền được. Còn nếu mà còn không canh được cái này, phóng đi xa, nó đi ra ngoài, nó đi bay luôn. Phải hiểu là cái này là do nhiệm vụ của ông thần thực thi nhân quả, ông hiểu cái này. Vì đây là cái người chuyên nghiệp mà, chuyên nghiệp thực thi nhân quả. Còn đó là thực thi nhân quả các cõi trời, còn ở trái đất thì dễ thôi, giống như trái đất giống như trong nhà thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Dạ con xin hỏi câu thứ 9 ạ. Thưa bạc, trong mỗi con người có hai thứ tánh, đó là tánh Phật nằm trong tánh người và nằm ở trung tâm bộ não. Mỗi người có một vị thần điều hành giám sát. Vậy cho con xin hỏi, vị thần điều hành của mỗi người xuất hiện thời kỳ nào của mỗi con người và được hiện diện ở đâu đối với người đó ạ? Cái thần quản lý mình, ví dụ cuộc đời này ra con sống 100 tuổi thì ông thần này cái tuổi thọ phải hơn con mới theo quản lý con được. Cho nên ông, ví dụ con sống 100 tuổi mà ông còn có 50 nữa là ông hết rồi, không được. Ông thuộc về già rồi, ông chuẩn bị trở lại tái sanh làm người đó, ông quản lý. Mà tìm cái công thần nào mà đủ sức, đủ cái tuổi thọ để quản lý con đúng 100 tuổi thì cái gì ông biết. Con ta lại đây thì ông đã nhìn thấy cái trong cái tàn thức con chứa cái gì trong đó rồi. Rồi bây giờ cái 100 năm này con làm cái gì, sau cùng ông mới thực thi nhân quả. Bởi vì thế giới này thực thi nhân quả là do thần, còn hưởng nhân quả là thánh. Con bởi vì tại sao thánh phải làm cái này? Thánh là phải lập ra cái đạo. Thánh phải lập cái đạo. Bây giờ con muốn lên trời thì ông phải lập cái đạo trời cho con tu chứ bây giờ. Rồi con muốn làm thần thì ông lập cái đạo thần. Con muốn làm tiên phải lập đạo tiên.
một vị toàn năng toàn giác lập ra sáu pháp môn, khi về Phật giới thì năm pháp môn đầu, pháp môn đầu thánh quản lý hết, thấy không? Chỉ còn cái pháp môn thứ sáu á, pháp môn thứ sáu thì công bố ra rồi, vị Phật phải phân thân vào thế giới là người, phân thân vào cái trung cái bình lưu ở đây quan sát giữ cái tay này, giữ cho đến khi nào mà hết thôi, không phải nhỏ đâu. Mà cái này á, thì mình không nói thẳng được. Thì là con đừng có lo, ở đây nhân quả thần thánh quản lý rồi. Ông này thực thi, ông này thì muốn đi, muốn dạy, ông lập đạo mà dạy, muốn đi đâu thì ông cho đi đó. Thấy không? Phải hiểu hai cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi số 10. Thưa bạc, thời gian qua con thấy bạc trả lời câu hỏi trên mạng đã giúp cho rất nhiều người hiểu được việc làm của mình, như vậy là còn sai. Con thấy chưa ai cắt nghĩa được rõ ràng thực tế về con người và vần vật như bạc. Những ai mà gặp được pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông mà hiểu được lời dạy thì không còn mê lầm nữa, mang lại lợi ích rất lớn như vậy. Nhưng cũng có một số người đã phá chống đối. Vậy cho con xin được hỏi, bác có đề xuất gì với nhà nước để duy trì pháp môn này cho dân Việt Nam và cho nhân loại được học về lâu dài không ạ? Bác chỉ là có con người vâng lệnh của Thiền Sư Ni Đức Thảo công bố cái pháp môn thứ sáu này ra thôi. Bác chỉ có cái nhiệm vụ đó thôi. Tụi con thắc mắc hỏi bác trả lời. Còn cái vấn đề mà giao dịch lại với chính quyền, bác hoàn toàn không có nhiệm vụ này. Bác chỉ phổ biến ra cái này nó thuận lợi là sao? Là nhờ cái luật tự do tín ngưỡng tôn giáo ra đời kịp thời. Thiền Tông ra đời là sống theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo. Nếu không có luật tín ngưỡng tôn giáo thì dẹp. Vậy luật tín ngưỡng, bây giờ mình sống ở đây là nhờ sống luật tín ngưỡng tôn giáo. Còn vấn đề mà liên hệ với chính quyền giáo hội hoàn toàn chứ không có tư cách này. Chú chỉ là người đứng ra công bố, nhà nước giáo hội cho công bố, cho đứng ra giải đáp, thì bác chỉ có hai cái ví dụ này thôi chứ không có hơn. Còn vấn đề ví dụ nhà nước thấy hay thì ông tiếp thu, ông làm gì ông làm, giáo hội cũng vậy, chứ bác hoàn toàn không xen vô cái kia, bác không có tư cách này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con câu hỏi đã hết, nhưng con xin được đọc một số câu hỏi của Phật tử Phạm Thị Liên, cư trú Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhờ hỏi giúp mấy câu ạ. Con cứ hỏi đi. Câu hỏi 1. Thưa bác, theo con được biết có 4 đạo: 1 đạo trời, 2 đạo tiên, 3 đạo thần, 4 đạo Phật. Vậy đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, 2 đạo này thuộc về 2 đạo nào trong 4 đạo nói trên thưa bác? Bây giờ đạo Cao Đài thuộc về đầu tiên. Vì thế mà trong đạo Cao Đài có niệm một cái câu à: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát, ta là đấng chí tôn sáng lập ra càn khôn vũ trụ. Đạo Cao Đài là đầu tiên. Còn đạo Thiên Chúa thuộc về đạo Thánh. Vì thế mà đạo Thánh đó, nó có 12 ngôi. Vì ai vô đạo Thiên Chúa thì phải có cái họ Thánh. Họ Thánh 12 họ. Gồm cái là Thánh Phi-rô nè, Thánh Đức Nữ Đồng Trinh Maria nè, Thánh John Paulo nè, rồi Thánh Patrick nè, Thánh Teresa nè, Thánh An Tôn Ba Vua nè, rồi Thánh Răng Đạt nè, rồi Thánh Paulo Đệ Nhị nè, rồi Thánh Guida Teresa nè. Nó 12 vị thánh. Vì thế mà người vô đạo Thiên Chúa đó thì con phải biết làm dấu thánh giá, làm thánh giá vô này: nhân danh Cha và Con và Thánh và Thần, Amen. Phải không? Cái đó là gọi là lấy kêu bằng làm phép thánh giá. Còn nếu mà con lấy dấu thánh giá để khẳng định rằng con là người tạo độ thánh là ba cái chữ thập,
hai con mắt, cái mũi và cái miệng, gọi là lễ dấu thánh giá. Là người này phải là trung thành nhất với đạo Thiên Chúa, thấy không? Thành ra vô đạo Thiên Chúa thì còn phải có dịch, có tình thánh. Mà ai có đi qua bên đền Ý á, cái quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Vatican nó 62 mẫu, nó nằm ở trong cái thành phố Roma, gọi là đạo quốc gia trong quốc gia là chỗ này nè. Cái tòa thánh Vatican nó xây rất đặc biệt. Còn đứng ở giữa con nhìn tất cả các đạo ở các cái cột đó, đều nó dính nhất, không thấy cái cột thứ hai, thấy cái cột một rồi, cái cột mấy chục cái cột kia nó vẫn còn, con không thấy được. Nó xây cái hay đó. Gọi là quảng trường đó, gọi là quảng trường Thánh Phêrô. Còn mình ở đây á thì nhiều cái nhà thờ lập là Thánh Giuse này, Thánh Tâm này, Thánh Đăng Tôn nè, thấy không? Còn như ở còn cái Thánh Teresa nó nằm bên Ấn Độ á. Vì gửi là hiện giờ có cái bà sắm trăm mấy chục tuổi được, gọi là Teresa Calcutta đó. À, thì cái đạo nói đúng là cái đạo Thiên Chúa rất chuẩn, rất chuẩn về cái vấn đề nhân quả. Mình phải hiểu. Vì thế mà đạo Thiên Chúa giảng về cái này, giảng cái này nè. Tất cả anh gieo gì gặt nấy, căn bản của đạo Thiên Chúa gieo gì gặt nấy. Giống như đạo Phật chứ không khác. Thấy không? Nhưng mà tại vì nó khác, nhưng mà trên thế giới này nếu mà nói về đạo thì đạo Thiên Chúa là chuẩn mực, có cái giáo lý rất hay. Đó. Thì bây giờ trả lời cho con biết là đạo Câu Đài thuộc về đạo Tiên, đạo Thiên Chúa thuộc về đạo Thánh. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai của cháu: thưa bạc, đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa giáo được xếp theo đạo vật lý của đạo Phật là pháp môn nào, thưa bạc? Đạo Cao Đài, đạo Chúa thật, đạo hiển linh, đạo vật lý. Trong đạo Phật, đạo vật lý không có hiển linh, nhưng mà đặc biệt có cái pháp môn tiểu thừa đó. Tu tiểu thừa thì nhờ thánh giúp đỡ. Tu tiểu thừa mà vấn đề mà thành A-la không nhờ thánh giúp đỡ là không thành được. Nhá không? Còn cái năm pháp môn vật lý đó, thì không độc lập mà theo quy luật vật lý, nó không có hiển linh nè. Mà chỉ có cái pháp môn thứ nhất đó. Thánh A La Hán, con muốn thành thánh A La Hán thì phải nhờ thánh ở bên và bên thánh giúp đỡ. Còn con không giúp đỡ thì không thành được. Vì thế mà khi mà Đức Phật về Phật giới rồi thì cái pháp môn này trực thuộc thánh quản lý luôn. Nó thật luôn á. Nhưng mà bây giờ người ta tu theo cái đạo Phật ta không hiểu cái này đâu. Người nào nắm được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thì mới hiểu được cái này. Còn nếu mà nắm được cái giáo lý đạo Phật Thiền Tông không hiểu được này, phải nắm được cái khoa học vật lý thì mới được rồi. Bởi vì cái đạo Thiền Tông này nó chia ra ba cái giáo lý chứ không phải nhỏ đâu. Mà bây giờ mới trong quyển số 10 mới nói về cái quyển giáo lý căn bản thôi. Còn cái vật lý, khoa học vật lý nó nằm ở trong cái quyển số 2 của cái Thiền Tông á. Thấy không? Vì thế mà ta ăn cắp không được, ta ăn cắp ta không hiểu thì nó sai, nhưng mà rất nguy hiểm ở trên này. Anh ăn cắp thế này thì hậu quả đến rất xấu với anh, nói cho biết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 3. Thưa bạc, Bồ Tát có ý nghĩa ra sao, thưa bạc? Bồ Tát này, nếu mà tính ra là gan dạ thôi chứ, gan dạ mà có cái tấm lòng trùm khắp. Vì thế mà ở Việt Nam có ông Thích Quảng Đức, Bồ Tát Thích Quảng Đức là ông gan dạ, ông thiêu thôi, ông là ông gan. Còn trong cái mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Phẩm Phổ Môn thì có Bồ Tát Quán Thế Âm: tầm kinh khắp ta bà thế giới, cứu nạn cứu khổ cho những người nào bị quan trái, là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là bà này. Sự thật Quán Thế Âm Bồ Tát đầu tiên ở với Đức Phật là người nam. Nhưng mà muốn thân nam hiện thân nam, muốn hiện thân nữ thì hiện thân nữ. Hiện giờ chúng ta thờ là thờ Quán Thế Âm nữ, là từ hiện thân. Quán Thế Âm nữ là hiện thân, chứ thờ Đức Phật là người nam. Quán Thế Âm thờ Đức Phật là người nam. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 4. Trong thực tế
không nghe nói đến danh từ ba thần. Vậy thần có giới tính như loài người không thưa bạc? Đã thần thánh gì cũng là nam nữ hết. Con nên nhớ là vô thế giới vật lý này, súc sanh thì gọi là giống đực giống cái, con người nam nữ, các cõi trời cũng nam nữ, chứ không có thế giới vật lý âm dương mà làm sao chừng nào đi ra ngoài vật lý âm dương thì không có cái diễn nam nữ. Về Phật giới không có nam nữ, nó đơn cực có một cực, vô đây theo quy luật vật lý nó hút để nó sanh hóa mà. Vì thế mà các loài người hoặc tiên cũng vậy, anh phải có sức hút vật lý thì mới sanh rã được. Ví dụ bây giờ con giảng sanh lên nước Tịnh Độ đi, tiên nữ con đồng ý nhập thai rồi thì phải tiên nam giao dịch với tiên nữ đó mới ra được tiên con. Bởi vì đặc biệt ở nước Tịnh Độ á, tiên nữ mà vừa có cánh thai hoàn hành rồi thì mới đem ra ao sen đẻ theo cái nghiệp của mình trong chính phẩm Liên Hoa. Ví dụ con có phước đức nhiều lên cửu phẩm Liên Hoa đẻ ra đó, còn phước đức có chút xíu đem hạ phẩm hạ sanh vô chút xíu mình rất lâu, phải không? Thế giới này cũng phải biết là cõi nào trong thế giới này đều hoàn toàn có nam nữ hết. Loài người gọi là nam nữ, loài tiên gọi là nam nữ, còn các loài súc sanh gọi là đực cái, mà tiếng Pháp gọi là feminine masculine cái chỗ này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 5. Người Phật tử Thiền Tông khi chết đột ngột có về được Phật giới không thưa bạc? Về được Phật giới không là do cái tàn thức mình chứa cái gì trong đó, không thành thế này. Chết đột ngột là nó đụng cái thân xác còn chết, chứ sự thật cái trung thân không ăn thua vậy. Trung thân bằng điện mà làm sao có ảnh hưởng gì đâu, phải không? Nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà cái xác con nó theo vật lý nó đau đớn vậy, nó hết đau đớn rồi thì nó cái trung ổn thân nó mới ấy được, nó mới xuất ra được nè, hết đau đớn nó mới xuất được, chứ nó còn đau đớn nó phải chịu à, nó theo cái quy luật này. Rồi ra đó ông thần nói thôi bây giờ dòm ở trong này còn cái gì, thì ông thực thi nhân quả bằng cái nghiệp của mình, do mình. Vì thế mà đừng có sợ là chết bất đắc kỳ tử, không sợ cái đó, ăn thua cái có cái công đức rồi chết cái gì không thành như này, thấy không? Bởi vì chết xong rồi, do là cái mình chết bất đắc kỳ tử này là có hai cái trường hợp mà là thần thực thi nhân quả, hai là do con chọc ở mấy ông hộ ổng làm con chết thôi. Thứ nhất mà con tu tiền đạo mình đi lỡ mấy cái miễu con nói hoài, tôi bảo đảm con không sống lâu, không? Nó xui nó xô vô trụ điện là con chết, chợt nó xuống biển xuống sông. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạn. Con xin hỏi câu thứ 6 ạ. Thưa mẹ, con tu niệm Phật, bây giờ nghe kinh An Vị Phật, mẹ có được về Phật giới không thưa bạc? Về Phật giới không có công đức chứ, còn cái gì, cái nghe đó là thích thôi, chứ còn về Phật giới phải có công đức, bắt buộc phải có cái này, ít nhiều thì phải có công đức, chứ đâu nghe xong rồi thôi. Giống như con muốn làm gì đó, con muốn nghe nói bên nước nào rất hay đó, con thích thôi cái gì, nhưng mà hỏi có tiền không, không có tôi ở nhà ở tại chỗ. Thấy không? Chừng nào có tiền mới đi, còn không có tiền đi, còn muốn về Phật giáo mình phải có công đức mới về được. Ông thần quản lý nói về thì phải có công đức tôi mới được mới cho về, chứ bây giờ không có chút xíu gì về bởi vì làm sao ông Phật nào rót đó, có công đức ông Phật mới đón, còn không có thì thôi ở lại đây đi, quay chừng nào mà có công đức đi ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 7. Thưa bạc, muốn có công đức làm sao thưa bạc? Muốn có công đức thì tạo công đức. Chứ giờ biết sao giờ, tạo công đức bằng cái nào? Giúp người ta hiểu cái này thôi. Bằng phương tiện gì không biết. Làm sao giúp người ta hiểu cái này? Chính những cái câu hỏi này nè, con không phải là con tiệt tưởng đâu, thường chứ đó, tạo công đức rất lớn. Ví dụ con nãy bác trả lời con cái gì? Cái người ta nghe, ta mở, ta thấy ta tự nhiên con có công đức, con khỏi cần tốn đồng nào đó. Suối con không có là bỏ đồng nào mà có công đức nhiều. Mà nói vậy mai mốt ông lại đến hỏi thì không trả lời nổi, phải không?
Chứ sự thật cái này, tất cả những anh em mà làm trong cái này đều hoàn toàn công đức rất lớn. Một cái chuyện nhỏ bình thường nhưng mà nó phát đi trùm khắp. Vì cái thời buổi này là thời buổi gì? Trùm khắp rồi. Nói ở Việt Nam mà Tây Tàu Mỹ thì nó biết hết. Thấy không? Nó còn hơn, xin lỗi, công đức bây giờ tạo còn nhanh hơn Thích Ca hồi xưa đó. Thích Ca hồi xưa độ của mấy ông gần đó thôi, chứ không bây giờ. Còn một người nói ra mà nếu mà đừng kiến chấp, công đức rất lớn. Bây giờ hỏi chứ, bây giờ một câu hỏi con nói nè, mà phát ra rồi bao nhiêu người hiểu? Một người có một đồng đi, con tính bao nhiêu người? Còn Thích Ca hồi thôi sao? Có mấy người thôi. Nhưng mà Thích Ca trước đó ông cũng đã có rồi chứ không phải không đâu. Nhưng mà ông Nhân Đăng không nói ông thôi, chứ sự thật trước đó ông đã có. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu thứ 8. Thưa bạc, khi Phật tử Thiền Tông qua đời, tro cốt không để ở chùa Thiền Tông Tân Diệu, để ở nhà có được không thưa bạc? Theo nguyên tắc á, nếu mình thiêu thì không để nhà được, thì nó có hơi nơi để. Một nơi ở chùa, hai là nơi có cái nơi mà có tập thể người ta tổ chức á, không phải cái chùa. Có nhiều cái nơi nó cất cái chỗ mà để tro cốt trong cái làng. Rồi đây nó sẽ tới, nó có cái chuyện này. Không cần đâu, cần cái chùa nó ở trong cái làng, mỗi làng. Thay vì tới khi người ta văn minh rồi thì ta sắp xếp cái dân cư lại, không còn chôn nữa, mà chỉ chết rồi thiêu rồi đem vô cái tro cốt ở nơi cái nơi mà làng tổ chức, cái xã tổ chức đó, để đó tuyệt đối không để trong nhà. Nên nhớ không để trong nhà được. Là sao? Cái trong nhà của mình là cái người cõi gì, cõi dương, còn ta cõi âm, phải ở thế giới âm. Một là vô chùa, hai là vô cái nơi đó. Chứ hoàn toàn không để nhà được. Giờ thời gian đầu, ví dụ có thể mình không có chỗ để ở chùa đỡ đi, chuyện nào có cái đó mình đem về gần nhà mình thì được. Thấy không? Phải hiểu cái thế này. Chứ đừng có đem cái đồ cố mà để vô nhà rồi mai mốt. Bởi vì là gì? Nếu mà giải thoát được không nói nha, mà không giải thoát thì nó rủ tới đông lắm á. Xuống dưới cõi âm đó, bạn bè đông lắm. Rồi nó tới nhà cũng chịu nổi không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bà, cái phần này cho con xin hỏi thêm một ý của con nữa là nếu như vậy khi mình thiêu xong rồi mình thiêu xong thì mình đưa đi trốn có được không ạ? Được, trốn, thiêu trốn được thôi. Thì cái đất nó ít hơn, nó chiếm đất ít hơn. Nhưng mà theo cái thế giới hiện đại từ từ nó sẽ kêu bằng nó sống theo thời văn minh, nó không còn sống theo cái thời đồ đồng nữa. Mình hiện giờ chôn là thời đồ đồng, chứ còn thời văn minh nó không có chôn, nó chỉ tiêu hết rồi nó tập trung, nó đến số nó tập trung thôi. Chứ bây giờ con suy nghĩ nè, bây giờ nếu mà trái đất mình lên gấp đôi số người này là sao? Con không thể nào mà sản xuất bằng cái cách nhỏ lẻ được, mà con phải sản xuất bằng cái lối công nghiệp. Công nghiệp thì phải kêu bằng ruộng cò bay thẳng cánh, chứ còn hai ba mẫu sao công nghiệp được, phải không? Thành ra sau này nhà nước sẽ sắp xếp lại. Bởi vì nếu mà nó mà văn minh rồi thì người nam 65 tuổi ở nhà lãnh lương cho ăn, nữ 60, đó là quy tắc. Rồi con suy nghĩ nè, mà hơn nữa là cái thế giới là người mà văn minh là con người tuổi thọ cao lắm. Khúc đó bây giờ con chứng minh là bên Nhật Bản thiếu lao động, vì thế mà đi thuê người ở nước ngoài. Còn mình sinh ở 10 năm cũng vẫn thiếu lao động. Cái tuổi già, bởi vì nó ấn định là cái tuổi già là bao nhiêu tuổi đã được lãnh hương hưu rồi, thì cái tuổi trẻ phải làm để lo nuôi cái tuổi già này. Mà nếu mà lo từ cây cỏ, cây từ cây lúa làm sao lo kịp, phải bằng công nghiệp. Thấy không? Ruộng thì ruộng, vì sau này nó sẽ không, cái nông thôn nó không còn là cái nông thôn của cái thời đồ đồng nữa, mà nông thôn của thời công nghiệp. Con phải tập trung hết, cho dù cái xã đó gần 10.000 người, nó tập trung lại hết cái vùng gọi là thị trấn rồi. Còn bao nhiêu trống để nó lên quy hoạch trồng cái gì à? Thì nó mới sống theo cái kiểu văn minh được. Cái văn minh mà còn ngồi đó mà đi cấy từ cây gốc cây lúa làm sao làm? Thấy không? Nuôi từ con gà làm sao? Có ô nhiễm.
Khi văn minh không nuôi gà trong nhà được, không nuôi heo trong nhà được, bây giờ còn nuôi được, thấy không? Khi văn minh không còn cái này nữa. Thì bởi vì thời buổi văn minh phải sống theo văn minh, chứ văn minh rồi không thể sống thời kỳ đồ đồng được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi của Phật tử đã hết. Con xin chân thành cảm ơn bạc nhé. Rồi, cảm ơn con hỏi.